Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý. Mạng lưới học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản Vanjay và mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt-Nhật Vjoy rất vui mừng được chính thức ra mắt tuyển tập khoa học và công nghệ Nhật Bản. Đây là thành quả của dự án được thực hiện trong hơn một năm qua với sự đóng góp công sức, trí tuệ của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam tại Nhật Bản. Sự ra đời của tuyển tập là một trong những minh chứng tiêu biểu cho sự lớn mạnh cũng như tinh thần hướng về Tổ quốc, mong muốn, khát khao được đóng góp cho quê hương, đất nước của cộng đồng trí thức người Việt tại Nhật Bản. Trong bối cảnh đại dịch Covid trên thế giới và ở Việt Nam cũng như Nhật Bản khiến cho nhiều hoạt động gặp trở ngại, Vanjay và Vjoy đã hết sức cố gắng và quyết tâm để ra mắt ấn phẩm đầu tiên của tuyển tập. Trong số ấn bản đầu tiên này, chúng tôi đã phát hành được 35 bài viết chất lượng với nhiều chủ đề thuộc các lĩnh vực khác nhau như khoa học cơ bản, vật liệu, điện tử, robotics, xây dựng, môi trường, nông nghiệp, y sinh và chính sách. Đây cũng chính là những lĩnh vực khoa học công nghệ, thế mạnh và là niềm tự hào của Nhật Bản, đồng thời cũng là những lĩnh vực đang được Việt Nam rất quan tâm. Tất cả các bài viết của tuyển tập đều được đăng tải trên website của dự án tại địa chỉ jst.vanjay.jp và bất cứ người đọc nào cũng có thể truy cập miễn phí nội dung của các bài viết. Trong quá trình xây dựng cuốn tuyển tập này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, giúp đỡ và đồng hành từ rất nhiều cá nhân và tổ chức. Nhân dịp này, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ của cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự bảo trợ từ Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC, sự đồng hành từ Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia NASATI và các đối tác khác. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến những hỗ trợ tài chính quý giá từ các nhà tài trợ của dự án, bao gồm công ty Kirin Holdings, Jibangnet Asia, Takasago, Nikkei Japan và FPT Japan Holdings. Vanjay và Vjoy cũng xin cảm ơn những góp ý quý báu từ bà Phạm Chi Lan, giáo sư Trần Văn Thọ, giáo sư Hồ Tú Bảo và phó giáo sư Lê Bộ Lĩnh, những thành viên trong ban cố vấn của dự án. Trong tương lai, ngoài việc tiếp tục duy trì xuất bản định kỳ với những bài viết chuyên sâu, chất lượng, chúng tôi dự định sẽ triển khai những hoạt động hỗ trợ, kết nối chuyên gia, tư vấn và chuyển giao công nghệ, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ những đóng góp thiết thực của cộng đồng trí thức người Việt tại Nhật Bản cho quê hương đất nước. Chúng tôi cũng rất mong những hoạt động này sẽ không chỉ giới hạn ở Nhật Bản mà sẽ được nhân rộng tại nhiều nước khác trên thế giới để người Việt trên năm châu bốn bể có thể chung tay góp sức xây dựng một Việt Nam phát triển thịnh vượng. Nhân dịp sự kiện Việt Nam Summit in Japan 2021, xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc sự kiện Việt Nam Summit in Japan 2021 thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.